Đừng đừng quay chúng nó, quay tao ra. Con mẹ Hương đây cả nhà ơi, cả nhà ơi, con mẹ Hương đây. Bây giờ nhá, ở đây ăn ăn ngon ngủ yên nhá. Mẹ đi về làm việc đi kiếm tiền nuôi các con nhá. Mai ra viện nữa. Mẹ đây, mẹ Hương đặt tên luôn Giáp Trùng gì nhỉ? Hôm qua là Giáp Trùng gì tên mẹ này? Giáp Trung Nghĩa, hôm qua Giáp Trung Nghĩa. Hôm qua là Giáp Trung Nghĩa, hôm nay là Giáp gì? Thằng ông tập ông đặt gì ấy? Giáp Anh Tú. Mẹ Hương đặt Giáp Anh Tú đi. Ở đây lại nhá, mẹ đi công việc. Mai mẹ về mẹ đón về nhá. Mai mai ra viện. Tiền viện phí đóng chưa ra? Có gì cứ gọi điện nhé.